sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Để ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, thì thành phố đã chỉ đạo tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế khu vực Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám thuộc hai phường Thạc Gián và Tân Chính, để yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là nhà cách ly với nhà. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan ngay tại vùng cách ly y tế khiến nguy cơ lây nhiễm chéo tại đây gia tăng. Hôm qua, ngày 23 tháng 6, Đà Nẵng ghi nhận thêm 18 trường hợp mắc COVID-19. Tất cả đều liên quan đến bệnh nhân 12437 tại kiệt 407 Lê Duẩn. Điều đáng nói là có đến 12 bệnh nhân là những người dân đang sinh sống và được cách ly tại khu vực Tam Giác trên. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, qua kiểm tra, giám sát tại khu vực, lực lượng chức năng ghi nhận có sự chủ quan trong công tác phòng chống dịch, trong đó có trường hợp người dân còn chủ động tiếp xúc với nhau và không mang khẩu trang. Tăng cường lực lượng công an vào ở trong khu cách ly là luôn. Tức là cùng người dân ở trong khu cách ly là luôn, hết cái thời gian cách ly trong đó. Thì để mà tăng cường công tác kiểm tra và sẽ phối hợp cùng với cái tổ COVID cộng đồng để mà kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền cho người dân trong khu vực đó thực hiện các biện pháp. Từ khi dịch bùng phát trở lại đến nay, quận Thanh Khê đã thiết lập 3 vùng cách ly y tế với tổng cộng hơn 2.600 nhân khẩu. Riêng khu vực Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám có 643 hộ dân với gần 2.500 người. Ngoài lực lượng chức năng túc trực tại các chốt chặn, thì 21 tổ công tác COVID-19 cộng đồng có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân trong vùng cách ly này thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khu dân cư này nó có từ trước giải phóng đến bây giờ kia, cho người ta sống theo cái hệ cộng đồng, những yếu tố lây nhiễm nó cao. Chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu ở những cái khu phong tỏa, theo cái chỉ đạo của thành phố là lấy ngày thứ nhất, ngày thứ tư, ngày thứ tám và ngày thứ 14. Cái thứ hai là hàng ngày chúng tôi lấy mẫu cho những người mà khai báo y tế là có liên quan đến những cái địa điểm mà F0 đến mà đã được Sở Y tế công bố, tính đến nay gần 100 địa điểm. Trước nguy cơ lây nhiễm chéo ngay từ trong vùng cách ly y tế tại phường Thạc Gián và Tân Chính, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố vào hôm qua ngày 23 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đã yêu cầu quận Thanh Khê tăng cường lực lượng, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực này. Coi như đây là khu cách ly tập trung. Chúng ta đối xử theo đúng khu cách ly tập trung, theo đúng tinh thần chỉ thị 16. Phải đảm bảo tuyên truyền vận động cho người dân tuyệt đối là cách ly nhà với nhà này, gần như mỗi nhà là một phòng để đảm bảo công tác cách ly. Rồi lắp đặt thêm hệ thống camera để tăng cường công tác giám sát. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt chủng virus đợt bùng phát lần này lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà thành phố đang áp dụng để sớm đẩy lùi dịch bệnh.